Rồi, thì Nguyễn xin chào bà con nha. Hôm nay thì Nguyễn sẽ chiên món trứng chiên với hến cả nhà. Sáng đi chợ thấy hến bán ngon quá thì Nguyễn mua 20.000 hết cả nhà. Tự nhiên muốn ăn vậy. Rồi thì Nguyễn về có ít hủ qua nữa, hủ qua bào sẵn rồi thì Nguyễn mua. Cái thì Nguyễn về thì Nguyễn luộc sơ hủ qua rồi. Bây giờ thì Nguyễn sẽ bắt chảo lên chiên. Chiên trứng với hến với hủ qua. Đó, ăn món lạ nha. Thì Nguyễn cho cái hến vô xào trước cho nó thơm. Rồi thì Nguyễn sẽ để ít hủ qua lên. Thì Nguyễn luộc hủ qua rồi nhưng mà vẫn giữ cái độ xanh cả nhà. Luộc hồi không có đậy nắp nè. Nó luộc sơ qua thì Nguyễn để lên. Xong rồi bắt đầu thì Nguyễn cho cái trứng vô, chế cái trứng vô là xong. Đơn giản. Rồi đã xong cả nhà, thì Nguyễn cho một ít tỏi phi lên nó thơm thêm. Rồi cho ít tương ớt. Ăn này có tương ớt vô cho nó ngon cả nhà. Lâu lâu ăn. Tăng tăng tăng. Đã xong rồi cả nhà ơi. Tự nhiên hôm nay thèm hến bà con. Tự nhiên thèm hến là chiên trứng. À. Wow. Đây. Rồi. Nguyễn mời bà con nha. Ăn sáng thì Nguyễn nha. Thì thèm này làm mẹ ăn sáng cả nhà. Với từng ớt. Rồi. Rồi mời cả nhà nha. Lâu quá không ăn. Tạm này ăn cơm ngon cả nhà. Hồi chấm tương ớt ngon quá. Ngon quá. Sáng mua 20.000 hến bà con. Hến đây bán 160 một ký. Hến nó ngọt. Này thì Nguyễn bỏ ít hạt nêm à, vô miếng trứng á, Nguyễn đánh lên thôi. Chấm vô tương ớt là vừa đó nha. Ngon quá. Giữ cái hành xanh lại cái này.
Hủ qua thì Nguyễn luộc sơ đó cả nhà. Hủ qua vẫn giữ độ xanh luôn. Xì tin cả nhà, này thì Nguyễn để lớp C rồi nên thôi không uống đá. Mời bà con nha. Thì Nguyễn xin cảm ơn bà con, cô chú, anh chị em và các bạn nha đã xem hết video của Thiền Nguyễn. Nếu thích video của Thiền Nguyễn hãy cho một like nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại bà con. Bye bye.